Đó nữa. Trời ơi. Bỏ vô ống nó bắt nước đi vậy. Chợ Bình Điền để mua ốc với lại mua cua mua ghẹ về ăn mấy cái nhà đó. Sau một lúc mà đi Thủ Thành thì tụi em còn hẹn hải sản đó, cho nên sẽ chuyến hết cái chợ Bình Điền. Đây, trước khi vô chợ Bình Điền là em sẽ đi ngang qua khu chợ đằng trước chợ Bình Điền là sẽ có cô bán rau cải, những chị bán tỏi nè, bán hành nè, bán rau nè. Lâu lắm rồi mới ghé chợ Bình Điền nha cả nhà nha. Thì bây giờ team mình đến chỗ Đức Phương sẽ mua ốc hương nè, cà ghẹ nè, hay là cua nè, rồi ốc nè, về bắt đầu luộc và chế biến. Đó, ở nhà Sài Gòn người ta mua ốc làm đại đây không chịu. Gia đình em đông dữ lắm đó, mấy đứa đó, vừa mấy đứa lận cho nên ăn hơi đông đó nha cả nhà nha. Đây em sẽ quay khung cảnh đi vào chợ Bình Điền nè cả nhà, thấy không đó, lâu lắm rồi tụi em mới đi đó cả nhà. Đằng trước là Bikini với Lisa, còn hai bên đây là hai ông kẹ. Đây là tất cả các cô bán thịt bò, thịt heo. Dạ, khi mà tụi em đi đâu chơi hay đi đâu vui vẻ đó, quay một cái clip cho mọi người xem nha. Đây là mấy cô bán rau cải nè cả nhà, thấy không đó, buổi sáng tức bực là những anh chị em mà cô dì chú bác làm công nhân ở Việt Nam đó, dạ là phải dậy sớm nè, buôn bán nè, còn không là đi chợ mua này mua kia về để mà nấu cơm cho chồng, nấu cơm cho vợ đó. Chỉ có nhóm tụi em là nhỡn nhơ nha cả nhà nha. Đó, đây Sa Cha Sài Gòn, trung tâm thương mại Bình Điền đó, để cho những anh chị em bạn bè trong nước và ngoài nước đó. Dạ, mình có du lịch ở nước ngoài đó, mình sẽ nhớ về ký ức ở chợ Bình Điền nha cả nhà nha. Cả nhà xem rồi, cả nhà cho em xin một like và một lượt đăng ký nha. Đây, cảm nghĩ của chị khi mà tới chợ Bình Điền chị thấy sao, mệt mỏi không chị? Không. Hai chị không ai thấy mệt mỏi luôn hả? Dạ. Đó, chị Út với lại chơi. Đi vô mua đồ tươi sống mà nó có mệt mỏi được. Đó. Chơi ăn bổ sức khỏe mà. À, ăn bổ sức khỏe hả? Và bây giờ em sẽ phỏng vấn bên đây nha. Giống bên đây là sẽ có cô người mẫu Mikandy. Dạ, Mikandy ơi, cho chị hỏi là khi mà từ phố đi bộ Nguyễn Huệ quận nhất đó, em đi chợ Bình Điền là em thấy người mình nó mệt mỏi, nó uể oải không em? Dạ, em thấy rất là xa, hiệp là xa, nó xa, từ đôi hết giờ. Rất là xa luôn á mọi người, nhưng mà tụi em gì đam mê, ăn dạ, uống. Ăn uống thì nói chung tụi em rất là thích ăn uống vui vẻ gì đó. Bây giờ tụi em mới đi ăn, mua Bình Điền, mua rồi đi lẹ đi 4 giờ rồi kìa, thôi. Cắt ngang mi luôn nha. Bây giờ tụi em sẽ vào chợ. Dạ, bên đây là khu B. Đó, khi mà mọi người vào chợ là sẽ đợi ở khu A, khu B, khu C, khu D. Đó, cho mọi người lựa chọn. Bây giờ là tụi em sẽ tiến hành vào chợ Bình Điền để mà coi có anh nào đẹp trai không. Chỗ đây sáu múi nhiều lắm cho cả nhà nha. Ở đây có chai sáu múi nhiều lắm. Một chút em vô sẽ quay chai sáu múi cho mọi người. Đó, bây giờ tụi em sẽ tiến hành vào chợ Bình Điền nha. Cả nhà chờ đón xem tập tiếp theo nha cả nhà nha. Đây, thắng, tụi em đã vào chợ Bình Điền khu hải sản nha cả nhà nha. Đó, thì đây là nhóm của Đế Diệu Đô Phương sẽ chuẩn bị tiến hẳn vào chợ Bình Điền. Gút nè cả nhà. Đó, bây giờ vào đây sẽ quay hải sản cho mọi người xem. Là có cá, cua nè, ốc nè. Nói chung là có rất là nhiều món để cho mọi người lựa chọn. Đó, cái nhà thấy không? Cua nè, cá nè. Tụi tôi ăn hải sản gì nữa kìa. Cháo lòng. Anh nhìn thấy cháo lòng. Đó, bây giờ em sẽ đi một vòng cho mọi người xem nha. Ở đây có bán rất là nhiều món để cho mọi người lựa chọn. Đó, bên này mấy anh này làm cua. Đó, đây chợ Bình Điền. Chợ Bình Điền về sáng, về đêm nha cả nhà nha. Đó, cua nè cả nhà, cua của bự. Ê, hết hồn. Cái gì vậy? Hello anh.
Đó, đây là mấy chị nó anh này chuẩn bị cột cua. Cột cua, cột ghẹ nè cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ hẳn sâu vô trong nữa là sẽ có mấy cô mấy chị ra bán ốc nè, bán ghẹ nè để cho mọi người lựa chọn nha. Đó là tôm tức. Tôm tức nha cả nhà. Tôm quá trời luôn. Quá đã quá. Tôm nè, ốc nè, mực nè, bạch tuộc nè. Đó bắt đầu là tự từ hải sản nè mọi người thấy không? Đó, ai là fan hải sản cả nhà nhớ bình luận ở dưới clip giùm em nha. Ai là fan ăn hải sản, anh chị nào cô bác nào mình thích ăn hải sản, mình vào mình comment giùm em, điểm danh giùm em nha. Đó, cá thu nè, cá sa pa nè. Nói chung là có rất là nhiều món cho mọi người lựa chọn cả nhà ơi. Quá trời luôn. Lâu lắm rồi, nó mấy năm trời với đá chú Phương mới vòng lại chợ Bình Điền đó cả nhà. Đó, tôm ghẹ, tôm tích xanh nè, ghẹ xanh nè. Thịt tuột với mực. Ngon. Lương có lương mùi ốc hương nè cả nhà, nó ốc nè hào, ốc hương nè, hào đá nè, có ốc bu, sò đẹp, sò dương, sò lông quá trời luôn nè. Đây cả nhà ơi, đó em đang đứng ở hải sản Úc Ly nha cả nhà nha. Đó, hôm nay lâu lắm rồi mới ghé lại ủng hộ ổng của em. Đó, ốc hương nè, ốc hương 270. Ông xã nói là idol cho nên tính idol 250. Đó, cả nhà có đi mua cả nhà ghé ủng hộ ông xã em nha. Đó, còn mấy con nó lẻ cho em luôn đi. Đó, quay clip nè cả nhà thấy không? Đó, ông xã em cho thêm nữa đó. Anh mới ngợp có hàng sống nữa kìa. Ngon giống anh không? Ngon giống anh không? Vậy ăn ảnh đi bà xã nè. Thấy giỡn á. Đó bây giờ tụi em đẩy náo qua chợ Bình Điền. Ok, tôm hùm Alaska đúng không? Cũng ăn, con ăn cái đó đó mẹ. Ăn nè. Ok. Ốc dồi dồi của chú ấy nè mẹ. Rồi. Con ốc dồi dồi của con kìa. Em này bắt gặp cái idol của Mini nè cả nhà. Đó, bây giờ là em sẽ lựa cái này là cua hay ghẹ chị? Ghẹ đó, bây giờ nó ăn dở là nó gủa nha anh gủa. Trời ơi, là trời cái miệng chi ghê quá. Nó dặn nó ngon. Nó là ốc thịt tôm ngon ghét mà. Chị ơi chị, còn dư cái hộ nào cho tụi em vô đi chị. Dễ luôn, ốc dồi dồi đâu? Ốc dồi dồi đâu? Vô coi vô ý Niến quay giùm chị chứ tương tác với khách đi. Rồi bây giờ hãy Niến sẽ quay giùm chị nha. Bây giờ cái này đi YouTube với đâu nha. Rồi vô đi nè. À, tôm hùm bông rồi, hello mọi người nha. Thì hôm nay chị Ly đó thì chủ gieo duyên cho tụi em là chị Ly sẽ tặng cho tụi em nhóm 6 con yeah. Chúc mừng chị Ly. Đó, đây tôm hùm bông lại Úc Ly nè cả nhà. Bỏ cho nó búng với mặt em sao chị? Thôi sợ lắm. Trời chị. Ủa kìa. Đã quá. Con này cũng đã nhỉ. Con này không có đã, con này không búng. Con này nằm đi một chỗ. Đây là tôm hùm bông cho cả nhà nha. Đây là bầu ngư nè cả nhà. Đó thì trong các món đặc sản thì cả nhà không thể nào quên, đó chính là món
bầu ngư di cá. Ủa sao dính quá vậy má? Họ đi bể cái hồ. Chị ơi, bể cái hồ đó chứ. Coi kì giống nha. Đó thì bây giờ thì trong thời gian chờ đợi thì mẹ sẽ tặng bạn Long năm con tôm tích. Gì có mẹ? Ăn đi con. Ăn liền luôn hả? Ăn liền luôn. Rồi hôm nay là Hoàng Long sẽ review ăn tôm tích có mập kìa. Đâu? Cái mập đi nè. Ăn này đi, ăn này. Ờ, chứ là mẹ em thích em ăn đồ sống, mẹ biết em thích ăn đồ sống cho đúng rồi. Hết đồ luôn. Nói với cả nhà, thì nói ra đi vô. Ôi ốc dồi dồi từ cả nhà ơi. Cái mập kìa. Ốc dồi dồi nè. Ốc dồi dồi đó cả nhà thấy không? Ốc dồi dồi nó bự hơn cầm tay đó cả nhà. Cái mập kìa. Đâu cái mập kìa. À, muốn con ốc dồi dồi cho ní thì... Ủa cái nó bằng gì vậy? Cái mập. Phải đâu? Cái nhám ơi. Má này nổi đại rồi. Cái ốc dồi dồi hình như mình vuốt lên vuốt xuống đó. Đúng rồi. Cái ra nhướng đó mẹ. Đúng rồi. Đâu kìa anh ơi anh. Lấy con ốc dồi dồi cho em thử đi ông xã. Anh. Lấy giùm em con ốc dồi dồi thử đi. Ý là lấy một con em vuốt ra vuốt lên vuốt xuống á cho nó nước ra nó nhanh chóng hơn. Rồi anh vuốt vậy? Vuốt sao vậy? Đó nhớ. Trời ơi. Trời ơi. Ủa đâu ông nó bắt nước đi vậy? Trời ơi thì cái em này giống em á chị của. Trời ơi. Má này dễ uống vậy trời. Hay là ốc dồi dồi nè cả nhà bụ không? Ôi bụ luôn cái mặt em luôn á. Ui ốc dồi dồi luôn. Giống mẹ vậy. Con ông anh nói xà lương. Để bỏ đi ông xã. Ủa đã quá cả nhà ơi, gọi tôm tích nó kìa, tôm hùm nó kìa, này tôm hùm á anh. Dạ tôm hùm. À, biết rồi, hồi nãy em quay rồi, cảm ơn anh nha. Dễ thương quá. Đó, bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan nữa. Đó, có rất là nhiều hồ nha. Đây cả nhà. Ủa, ốc gì bự quá vậy? Ốc giáp. Không phải đâu. Ốc giáp. Bự lắm á, vớt lên đi. Ốc giáp, ốc giáp bột. Đâu vớt lên được, vớt. Bự lắm á. Ủa, mãi này gan rồi trời. Bự quá vậy? Ốc này ốc gì chị? Giáp bông. Trời ơi, ốc giáp bông á hả? Trời ơi. Bằng cái mặt em. Trời ơi nè, ốc giáp bông nè, bằng cái mặt em luôn á. Lòng lòng bỏ cái áo lên. Ủa, bỏ áo lên lẹ lên. Không ai giờ không chị á. Trời ơi. Ổng lệ luôn rồi chị. Trời ơi, không được rồi. Dễ chờ rồi. Ông giác bông nè cả nhà. Ông giác bông nè cả nhà. Ông giác bông nè. Ông giác bông nè. Ông giác bông nè. Ông giác bông nè. Ui vậy kìa. Nhiệt. Đổi. Anh đòi đổi kìa. Anh đổi cái ốc giác vàng. Đổi lấy cái gì kia. Ổ cua là đâu ta? Cua như bên đây nè. Đúng rồi. Cua rồi. Cua bên đây nè má ơi. Mày đẩy tao đi đâu vậy? Mày có đồng đá, đồ đế đi. Lấy cái lỗ đi vậy. Ê, 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 cua trả á. Mà không bỏ đá vô đây được. Ê, 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 ê. Anh làm gì cả nước tôi nghĩ. Trời ơi, ơi. Còn con nào nữa không anh? Ủa, vậy mà anh nói còn con nữa. Tao còn con nào ra nước giống vậy nữa không anh? Con này nè. À, con này nè. Con này ăn nói xà lơ quá trời. Đấy. Bóng bóng bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hầm cháu hoa nha người. Rồi và bây giờ tụi em đã mua xong rồi nha cả nhà nha. Cái món em mua là gồm có sò đẹp nè, sò đẹp nè, rồi cua nè, ghẹ nè, ốc mỡ nè. Anh nói đó, anh nói đó. Đó nè ông xã của em nha cả nhà nha. Xã của em chở đá. Quá trời vui rồi cả nhà ơi. Lâu lắm rồi team em mới đi với cả nhà. Đó thì bây giờ là ra mua xã là tụi em sẽ chuẩn bị official nha. Dạ. Đó bây giờ đi theo mẹ Út đi về. Đó chợ Bình Điền nghe nói là hot boy không nha cả nhà. Quá trời. Trời mai ốp, mai mình bắt cơm đem đi ăn. Cái này cho chị. Ăn không? Đó bây giờ là trong tụi em chuẩn bị đi về xe. Ăn không? Cả nhà. Ôi.